Mình cũng có tuổi thơ nổi loạn, thời trước mình cũng là trùm trưởng. Mình khác với các thành phần cá biệt khác là mình không hút thuốc. Thời của mình thì các đại ca trong trường đều hay hút thuốc, nhất là khu nhà vệ sinh, nơi tập trung của các nhân tài đầu xanh, đầu đỏ của trường mình. Chính vì vậy mà mẩu thuốc lá vứt đầy ở khu nhà vệ sinh. Thật sự ngày trước mình thấy hút thuốc cũng ngầu vãi đạn. Hôm đấy có một thanh niên gọi anh của hắn đến. Anh của thanh niên đấy đứng đợi mình ở ngoài cổng trường, chờ để tẩn cho mình một trận. Lúc mình ra nhìn anh của thanh niên đấy châm điếu thuốc nhả khói, nhìn ngầu kinh khủng. Mình thì ngậm cái kẹo mút trong mồm, nhìn phèn vãi trưởng. Nhưng cũng may đợt đó mình không hút. Nhìn lại bây giờ thấy thuốc lá quá độc. Mình tìm hiểu xong, mình còn dùng mình kinh sợ luôn. Nói thật đợt đấy mình suýt hút thuốc rồi. Mình với thằng bạn thân thấy cái điếu ở quán nước, bạn mình thử trước một bi, kết quả là bị lăn đường ra sùi bọt mép vì say thuốc đảo. Từ đấy mình cũng không nghĩ đến hút thuốc thiết gì nữa. Đấy là thời của mình thôi, thời mình chưa có thuốc lá điện tử. Qua kỷ niệm của mình vừa rồi, mình mong các bạn trẻ đừng vì thể hiện bản thân mà hút thuốc. Còn mình nói qua về tại sao hút thuốc lại nghiện luôn, vì trong thuốc lá có nicotine. Khi chất này vào cơ thể thì não bạn sản sinh ra dopamine. Dopamine thì gây hưng phấn cho bản thân. Khi bản thân không thấy dopamine đâu nữa, cơ thể sẽ bồn chồn lo lắng, muốn đi tìm dopamine để giải tỏa, nên chúng ta lại tìm đến thuốc lá. Mà nó ác cái hút càng nhiều, thì não càng cần tiết lượng dopamine nhiều hơn, thì mới phê được. Như kiểu nhân thuốc ấy, khiến chúng ta càng phải hút thuốc lá nhiều hơn nữa. Còn ở video này mình sẽ nói chung chung về tác hại thôi. Vì quả thực trong thuốc lá có quá nhiều chất gây hại. Nếu tính từng chất đấy ra, rồi cho vào cơ thể rồi liệt kê ra hậu quả, thì mình sợ video này quá dài. Nói chung hút thuốc thì như kiểu bơm độc vào người ấy. Kiểu đầu độc mỗi ngày một ít, nhưng khác với phim kiếm hiệp là cái này là bản thân mình tự nguyện trúng độc. Hậu quả hút thuốc gây ra rất nhiều như gây ung thư, suy tim, đột quỵ vân vân, nhiều thứ lắm. Thôi đi vào thực tế nhé. Đây là A là sinh viên năm cuối đại học. Đợt đấy A có cô người yêu cực kỳ đáng yêu, được nhiều người theo đuổi. A hết lòng chiều cô người yêu và cả hai dự định năm sau, khi A ra trường thì cả hai sẽ cưới nhau. Đợt đấy do sinh viên năm cuối, phải học rất nhiều và có nhiều thứ phải suy nghĩ. Để giải tỏa căng thẳng mà A tìm đến thuốc lá. Có đêm A nghĩ nhiều quá mà hút hết 2-3 bao một đêm. Chỉ vì hút thuốc mà người yêu A chê, anh thối mồm quá, anh không bỏ thuốc thì chia tay đi. Vì A rất yêu người yêu của mình, nhưng cũng không cai được thuốc. A nghĩ ra một cách hay, đó là hút thuốc lá điện tử, vì nó có tinh dầu thơm đỡ thối mồm hơn. Quả thật từ khi A hút thuốc lá điện tử, người yêu A không chê mồm thối nữa. A rất vui, nhưng rồi càng gần cuối năm, áp lực càng nhiều, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. A lại càng phụ thuộc vào thuốc lá điện tử hơn, để giải tỏa áp lực. A dùng kinh khủng đến mức, cứ tiện tay vớ được là A hút. Cứ 5-6 phút, A lại tiện tay hít một hơi, bao nhiêu đêm A thức làm đồ án. Không biết A đã hút bao nhiêu hơi rồi nữa. Rồi một ngày, A nhận được tin nhắn chia tay của người yêu. Người yêu chê A quá yếu sinh lý. Người yêu A nói, trước A cũng tạm lắm, sao giờ yếu sinh lý thế, chia tay đi. A nhận được tin này thì như sét đánh ngang tai. Bệnh tim của A tái phát, A ngất tại chỗ, cũng may A được đi cấp cứu kịp thời. Bác sĩ chuẩn đoán A bị ngộ độc thuốc lá điện tử, dẫn đến suy tim và rất nhiều bệnh khác nữa. Lúc này bạn gái cũ A đến thăm bảo, cô ấy sắp cưới chồng. A không thể tin nổi, A liền hỏi, cô định cưới ai? Cô ấy đáp, tôi cưới anh Tuấn hay chơi đá bóng ở cùng xóm. Lúc này A gục ngã, vì A biết với thể trạng của mình bây giờ, thì làm sao mà so được với anh Tuấn hàng xóm. A nằm trong viện hai hàng nước mắt rơi, nặng nhìn người yêu đi theo anh Tuấn hàng xóm. Và từ lúc chia tay A, người yêu cũ của A cũng đỡ ho hơn hẳn, sức khỏe tốt hơn, yêu đời hơn. Từ lúc đó cô biết lựa chọn anh Tuấn là đúng đắn của mình. Qua câu chuyện mình bịa ra các bạn có thể thấy ngay một điều, thuốc lá điện tử quá tiện. Không cần bật lửa cũng hút được. Nó khiến người ta hút trong vô thức, quen tay cầm nên là hút. Không kiểm soát được số lượng mình hút bao nhiêu. Nên về điểm này mình thấy thuốc lá điện tử khá khó kiểm soát. Cái thứ hai mình nói đến hút thuốc này như kiểu vừa hại người, vừa hại mình. Đấy như người yêu A đấy, chỉ vì A hút nhiều khiến cô ấy bị ho. Đành rằng các bạn hút thì ảnh hưởng cho mỗi bản thân không sao. Đây nếu bạn hút ở nhà thì ảnh hưởng đến người thân gia đình, hút trên lớp thì ảnh hưởng đến bản thân. Đành rằng mình ghét thằng nào thì mình không quan tâm đến nó đi. Đây toàn người thân, gia đình, người anh em tốt với nhau. Nên mình nói thật, có nghị lực bỏ được thì bỏ đi. Còn mấy bạn chưa hút thì đừng có dại mà động vào, vừa tốn tiền mà khéo thành thằng A thứ hai thì khổ. Xin chào và hẹn gặp lại.